sao? Đó, giờ đây, đặt vô. Chỉ muốn đem hòa bình cho nước Việt Nam. Yêu sinh miễn là tụi con gắng học. Cha đi bán buôn cực khổ kệ cha. Cha có tiền cho tụi con ăn học. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang để tìm về nhà nhà của một hoàn cảnh nó ảo thực gia mà anh bỏ nghề để về nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ. Thì anh ở những cái video clip trước Bùi Hồ cũng có quay đó. Nhưng mà hôm nay mới tìm đến hoàn cảnh của gia đình anh. Ôi mưa ngập vậy đó hả anh Di? Rồi tụi em đi đường này luôn đi cũng có sao đâu. Giờ không? Thì con cái anh đi đường nào? Con anh đi đường nào? À, lội thử coi xem sao. Nó có sao đâu. Cái này là mới thấy mùa nước nổi nè. Nước này là không phải là nó không có công thoát. À. Hôm nay đi chung thì có cô Võ Diệu Thanh tìm đến nhanh. Nhà này cất lâu chưa anh Di? Nay cũng 3 năm rồi. Ừ. Đây là bên vợ anh phải không? Đây là bên của anh. Bên anh. Bên nhà anh luôn hả? Ừ. Còn vợ thì ở Phú Sơn á. Ủa cái máy này là cái máy gì vậy anh Duy? Cái này mình để hát lo để bán kẹo. À là bỏ trên cái xe hai bánh á. Chế. Anh làm tặng cho tụi em một miếng kẹo chỉ được không? Bây hôm nay có. Vừa là vừa không có cũng không ăn đại. Không kẹo chỉ thôi. Kẹo chỉ kẹo thôi. Dạ. Anh Duy thì hồi xưa là có tham gia một số cái đoàn xiếc mà thành viên của hội xiếc ảo thuật của thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì anh bỏ nghề về lại quê hương ở dưới Phú Tân An Giang làm nghề bán kẹo chỉ kẹo kéo ha. Cây kẹo này mình làm mấy ngày bán mấy ngày mới hết anh Duy? Nếu mà không ấy thì mình bán cả 2 ngày mà đều có cái mưa gió cái này là mình bán không hợp hơi đuối. Ở con anh đâu? Con ở bên nhà bác Nam đó nghe chị. Cô hoàn cảnh gia đình của mình là sao anh Di? Gần. Do cô hỏi cô kìa. Ngoài đây là con, ngoài đó đi. Nói chung là hoàn cảnh của mình thì về đây thì sống với mấy người chị đồ này kia bả che chở để mà mình đi buôn bán để nuôi con. Ừ. Sao mình với vợ mình chia tay lâu chưa? Lâu rồi, cũng còn khoảng 3-4 năm. Vợ mình thì bỏ như kiếm cái hạnh phúc mới, còn để lại 2 đứa con mình nuôi. Đây, ở Chảnh là đã quen rồi đi rồi chị. Sài Gòn. Sài Gòn. Là đi ở Chảnh luôn phải không? Dạ. Làm ở Chảnh rồi trong thời chỉ đi khác luôn. Dạ. Kêu hai bé vô đây đi anh. Dây. Hai thằng trai hả? Dạ hai thằng trai. Con ngồi đây ngồi đi con. Rồi kế ba kìa. Sáng giờ ba đi chạy ngay rồi ai nấu cơm cho hai đứa ăn? Rồi cơ chú hỏi con trả lời. Con ngồi xuống đi. Nấu. Đây là kẹo chỉ mình nó dùng vô bọt rồi nó sẽ ra chỉ. Cái thằng bé lớn nhất là nó nhiêu tuổi anh gì? 13 tuổi. Một đó là một người. Dạ bột năng con. Mình đang sống được hả? Dạ bột năng em về xào rồi. Dạ xào rồi. Ờ. Và mỗi cái như vậy thành phẩm thì em bán khoảng bao nhiêu tiền? Cái thành phẩm như vậy là mình bán như 10.000 có sữa, đậu phộng, dừa, bánh trái. Nó là mình đổi vô gì? Nó cái là nếu mà có thêm đậu phộng này, dừa này.
thì bán với giá là 10.000 đồng. 10.000 đồng. Trung bình một ngày em bán được bao nhiêu cái này? Thì như trung bình một ngày thì ba đựng mưa gió thì mình bán cùng 30 miếng, 30-40 miếng để mà về nuôi hai đứa con nó ăn học. Bây giờ có sữa không anh? Sữa thì có để trong tủ lạnh. À, sữa với lại đậu phộng để đậu cho phộng. Tặng cho cô Thanh ơi, cho có đậu phộng sẵn. À, đúng ra một cái địa chỉ thì nó có thêm cái dừa nữa. Dừa dạ. Nó mới ngon. Tại vì cái này là cái hạt sữa thôi. Cái nghề diễn ở thật thì mình cũng đang may. Mình cũng đang may ở thật mà giờ thì về đây cũng không có tìm cái nguồn gốc mà mình để đi diễn. Rồi giờ thì về đây bán kẹo đồ này kia cũng có hay thẩm thoảng lẫn show diễn đám cưới chẳng hạn đồ này kia mình đi diễn. Vậy thì công việc chính của anh là bán chùa kéo, và nếu như mà ai mà có mời đi biểu diễn ảo thuật được trong các tiệc cưới rồi đó thì anh mừng đi. Okay. Còn hồi xưa với so với thu nhập hiện giờ, với thu nhập hồi xưa mà còn đi tham gia các cái đoàn xiếc á thì nó có sụt giảm nhiều không? Nó cũng sụt giảm nhiều. Gửi tặng cho cô Thanh. Dạ, làm một cái thôi, tức là tụi anh cái được ha. Dạ. Thì mình đi nấu đồ ăn thì kiểu như mua đồ ăn hằng sáng thì nấu sáng chiều đó rồi đi bán thì chiều thằng lớn về nó nấu cơm hai anh em nó tự ăn rồi còn tối thì nó chừa phần nào cho cha nó chừa rồi đó chứ giờ sống chứ giờ cuộc sống ở đây thì có ba trẻ con à. Là lớn là bao nhiêu tuổi anh? 13 tuổi. Còn bé 8, này? 8 tuổi. Có được đi học hết không anh? Được đi học hết. 13 tuổi thì học lớp 7, 6. 6. Yeah. Lớp 6 là trễ rồi. Trễ 2 năm. Tại vì hồi trước nó cũng là đi học, mẹ nó quậy đó. Đó 4 năm lần gì đó. Rồi cho nhỏ đang học rồi cái nó quậy bắt đi tới đi lui. Cho nghỉ luôn. Rồi giờ về đây mình thương con về đây tạo cho nó rồi. Cái này 8 tuổi năm nay học lớp 3. Lớp 2 cũng chảy, thằng nào cũng chảy hết năm. À. Kẹo này anh tự thắng không? Dạ, tự thắng chị. Mà từ cái việc mà đi tham gia đoàn xiếc rồi bỏ nghề đi làm kẹo chỉ như thế này thì ai chỉ anh cách làm không? Hay là đừng... Có bạn ở ngoài phố lò kẹo lớn ở ngoài phố. Nó chỉ rồi về mình bán để ba làm để bán nuôi con. Anh nói là bán ngày khoảng 30 cái thì khoảng lãi khoảng bao nhiêu tiền anh Di? Thì có khi mình bán 50 cái miếng, một đêm mình có thể mình bán 50 miếng thì vốn thì cũng trăm ngoài, sang cổ vốn thì vừa sửa đồ này kia các cái thì trăm ngoài mình cũng kiếm được 200-300. Có khi 200, trăm ngoài không chừng. Mưa gió gì là hết bán rồi. Dạ, mưa gió gì hết bán rồi. Là xong thêm cái nữa. Dạ, ngửi nữa anh. Dạ, tí nữa thay cho em. Thì bánh tráng thì này mình hết bánh tráng mình điện thoại người ta đem qua. Nhưng mà anh bỏ cái nghề mà mình theo đuổi bao nhiêu năm á, nghề xiếc á, ảo thuật á, thì anh có tiếc nuối không? Tiếc nuối chứ. Tại vì trong cái vấn đề đó mình đam mê hồi nhỏ rồi cái mình được đứng lên sân khấu lớn rồi đứng không mà mình về đây rồi suy sụp lại rồi cái không có đứng lên sân khấu nữa rồi cái cũng tiếc nói buồn bã nhớ nghề đồ cũng cần đi nhiều khi gặp người ta diễn rồi cái đứng lại coi người ta diễn thì mình thấy vậy chứ mình coi người ta diễn cho mình không tuổi là bản thân mình nhớ mình đã từng diễn vậy ha. Dạ yeah. Chắc lẽ em nếu mà nó tự đi học được thì em sẽ làm lại. Mà em cũng thì cái đó cũng hơi xa giờ trước mắt thì con thì thằng lớn nó đòi nó cha và con gắng học con đi nghĩa vụ thì em cũng cố gắng là cho lo tròn cho nó đi cho cái đi nghĩa vụ cho đi nghĩa vụ có thể lớn em nhỏ cho nó lên Sài Gòn học luôn. Yeah. Mà giờ thì cái nhà này thì lúc đưa trước anh em
cách nghĩa đứng ra cắt cho mình để mình về đây thờ phượng mẹ mình. Cái anh hôm nay thì ở nhà anh có thể diễn làm một số trò ảo thuật cho tụi em xem. Tại vì cũng bỏ lâu quá. Cái đó là chiếc mà. Dạ, chiếc ảo thuật của. Đâu có thấy, đâu, mình không có thấy khớp nối gì nha. Đây một có khớp nối mình làm không được nữa. Thôi. Giờ đây cũng cái trò này thầy chắc phối hợp với chị Thanh đấy ha. Tại vì cô Thanh là trợ diễn. Cô trợ diễn đây. Mời mời chắc mời nhờ cô Thanh hỗ trợ giùm. Nhưng mà mặt mày chị có được không? Dạ đẹp rồi. Lên sân khấu được không? Lên. Cái này là cái hài trước khi mình diễn là mình nói cái hài hước. Đây. Thì cái tay có không có gì, cái này là đạo cụ của em. Lấy bánh tráng luôn. Dạ bắt tay với chị Thanh được không, với cùng cái bánh tráng. Okay. Không có gì ha. Giờ đây, cái này là mình diễn hài thôi. Giờ mình sẽ kéo họ trong tay lại. Đây, chị lấy ra giùm em. Cũng còn, giờ chị bỏ lại. Thôi bây giờ ta bù hồ lấy ra giùm được không? Dạ được. Ok. Có khi nào đúng. Không. Rồi, à. Giờ đang vô giờ đây. Giờ có khi nào đúng gắn. Dạ. Cho em nhìn được không? Lấy ra giùm. Tiền. Nó nhúc nhích. Nè cô. Đây là, đây là những cái màn được gọi là ảo thuật đường phố. Có thể là diễn ở ngoài đường trong các quán ăn cũng được. Và anh chắc có lẽ mấy mấy chục món luôn anh. Đây là món thứ ba nè. Giờ đây mình cái này thì mình diễn nó đơn giản. Cái đầu tay mình tập luyện thì nó lúc mình qua đơn giản. Giờ nó luyện đây cái bộ bài đó. Giờ đây cảnh vô. Có một quán ra nhiều vậy đó. Còn cái kỹ năng thì điếu thuốc như khi mình đi chơi rồi nó ở nhà bạn bè anh em rồi. Ví dụ giờ mình muốn hút thuốc nó giờ cho mượn điếu thuốc giờ là tự dụ đấy điếu thuốc đi. Nhanh ghê luôn á. Nhớ mẹ không? Hai con nhớ mẹ mình nhiều không? Con Út con tên gì? Con tên gì? Cam hả? Tên con đi học là gì? Cam, con tên Cam. Nam. Con nhớ mẹ mình không Cam? Không. Không à. Ngày lúc mẹ bỏ đi mới chừng 4 tuổi chứ. Dạ, 4 năm tuổi. Nhỏ quá không có tình thương rồi mẹ. Nhưng mà bên bạn bên đây lớn nè. Anh hai nhớ mẹ không? Không. Ờ sao không nhớ? Dạ cái kiểu bỏ lâu rồi. Sao con lại thích đi bộ đội? Giờ đi có kiểu có con đường tương lai hơn. À, có tương lai. Ồ, vời lớn định hướng nữa. Tính đi bộ đội bạn. Mà con có thích cố ráng luôn. Cố ráng là cho nó đi luôn. Dạ con
Tại vì mong muốn của mình thì giờ mình đã nghèo quá. Con thì sao? Thứ hai nữa thì con không có cha. Con đánh nhau hay là vũ khí đồ này kia, con có sẽ thích những cái loại đó hay không? Dạ không, chỉ muốn đem hòa bình cho nước Việt Nam. Y gan như Bác Hồ đã đứng dậy chiến đấu để tìm đường cứu nước cho nước ta lúc đang bị chiếm đánh xâm lược. Hôm nay còn cái ngồi bóp FIFA ăn. thấy ba nói vậy con thấy ba thiệt thòi không? Thương ba không? Con hiện giờ thì con làm cách gì để mình biểu lộ là mình thương ba? Dạ cố gắng học. Mỗi ngày con có học bài ở nhà không? Dạ cũng có. Con thấy ba bỏ nghề, con có dự định đi theo nghề của ba không? Dạ. Tại sao? Vậy vì nghề đó nó biết sao mà không muốn đi gì đâu. Con không muốn đi. Ta chỉ đi muốn là bảo vệ tổ quốc. Muốn cầm bảo vệ đi tìm đường cứu nước. Tìm đường cứu nước, bảo vệ sự hòa bình của đất nước Việt Nam. Anh Duy thì chắc anh nhớ số điện thoại của anh không ta? Dạ. Thông qua clip này thì tụi em cũng muốn ghi nhận cho một cái câu chuyện của anh. Cũng gặp anh vài lần rồi, nhưng hôm nay thì được anh chia sẻ gần như là tụi em hiểu hơn anh nhiều hơn. Nếu mà cô chú cô bác nào mà có xem được đoạn clip của em với anh Bùi Hồ á, thì mà có những cái bữa tiệc nào đó thì với xa xa anh cũng đi chứ ta, đúng không? Đi. Thì mọi người có thể liên lạc anh để mời anh biểu diễn, và anh đôi khi anh có thể sống lại những cái khoảnh khắc trên sân khấu. Anh có thể chia sẻ cái số điện thoại của mình để mọi người được rõ. Anh chia sẻ số điện thoại mình đi anh nhé. 0395 345 844. Dạ số điện thoại của mình 0395 345 345. Thường ngày anh có hay trò chuyện với các con về tương lai? Có chị. Em mới nói giờ thôi con ơi, giờ mình nghèo quá à, tụi con gắng học đi, cha lo hết. Yêu sinh miễn là tụi con gắng học. Cha đi bán buôn cực khổ kệ cha, cha có tiền cho tụi con ăn học. Giờ như hồi trước mẹ nó có vàng đồ này kia, giờ tan thành xí quắc đều hết trơn, đâu có để lại tụi con phân vàng nào đâu để ấy. Thôi giờ tụi con gắng học. Là đi học là anh đưa đi hết anh Duy? Thằng sáng bữa nào mà mệt thì thằng lớn nó chở thằng nhỏ đi. Còn bữa nào thức sớm thì chở thằng nhỏ đi, rồi thằng lớn ở nhà nó quét nhà, nó lau nhà. Cũng giỏi ha. Là lớn đã biết quét nhà, nhỏ biết rửa chén chưa? Rồi. Giỏi quá. Có nghĩa là một bạn rửa chén rồi một bạn nấu cơm, quét nhà lau nhà được rồi. Mà anh hai có ăn hiếp con không? Có. Chiều hỏi gì cũng gắng gắng. Sao nói gì anh? Thôi chiều hỏi gì cũng quánh quánh hết rồi. Làm sao vậy? Nhưng mà xa anh hai thì có buồn không? Ví dụ anh hai đi đâu cách đêm có buồn không? Cái gì cũng âm he. Anh nhỏ anh vui tính giống bà anh ghê ha. Làm cực là âm heo phải không? Anh hai thì khó tính phải không? Rồi em út thì vui tính ha. Anh hai biết rồi, anh hai biết chuyện rồi cho nên là rất khó tính. Vậy giờ gắng làm được này kia thì sống thấy cuộc sống nó thấy không, hai đứa con ngoan vậy là dạy hai đứa nó được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều luôn.